Vâng, hữu thiện kính chào cả nhà mình ạ. Cả nhà mình khỏe không ạ? Cả nhà mình vừa qua là đón Giáng sinh có vui không ạ? Thì hữu thiện đã đón Giáng sinh mùa này là mùa thứ hai, nhưng mà thực chất là có một năm thôi, tại vì đó là hữu thiện vừa sang Mỹ vào tháng 7 năm rồi. Hữu thiện đón Giáng sinh vừa tròn hai lần ở trên đất Mỹ. Cảm giác thì bên gia đình thì cũng rất là vui vẻ luôn, mà bên đây không khí lạnh nó rất là lạnh luôn. Giáng sinh năm nay thì hữu thiện không có đi đâu chơi được hết, tại vì dịch bệnh nó là đang báo động luôn, với cái con biến thể Omicron này thực sự rất là đáng sợ luôn. Mình đi đâu ở trên cái con đường á, ngày nào cũng có người test Covid hết trơn á, và hữu thiện phải test buổi chiều đi làm về, chứ buổi sáng là xếp hàng một hàng dài vậy nè, không biết tới chừng nào tới lượt mình test Covid nữa. Phải test Covid thì họ mới cho mình đi làm. Dịch bệnh á thì đang biến động luôn, cho nên hữu thiện thấy đường về Việt Nam còn xa lắm, không biết tới khi nào thì dịch bệnh nó mới ổn được và con đường về Việt Nam hữu thiện mới về được, chứ thật chắc là nhìn thấy con đường này thì đường về Việt Nam còn xa quá, muốn về Việt Nam dữ lắm cả nhà. Bị thứ nhất là bị dịch virus biến thể Omicron nó hoành hành, thứ hai đó là hiện giờ là về về giá vé thì rất là đắt luôn, mà về dịp Tết như thế này giá vé như thế này rất là đắt, chưa biết cái con đường về Việt Nam như thế nào nữa, còn xa lắm. Thực chất là cũng muốn về lắm, về thăm quê hương Việt Nam lắm. Thì không biết cả nhà mình đón Giáng sinh ở bên Việt Nam như thế nào rồi, thì cả nhà cháu thì được biết nha. Thì năm nay thì ông thì đón Giáng sinh bên gia đình thì cũng rất cảm thấy là ấm áp và ấm cúng luôn, rất là vui. Và thì cũng có được cái món quà coi như là mình tự thưởng cho mùa Giáng sinh năm nay luôn. Đây, Hữu Thiện xin chia sẻ với cả nhà mình, đó là cái món quà này là Hữu Thiện tự thưởng cho bản thân mình, là cái con này đó là DJI Pocket 2, DJI Pocket 2. Thì cái con này đó là cái con máy quay mà nó rất là nhỏ gọn luôn, mình có thể là cầm trên tay hoặc là bỏ trong cái túi áo, nó còn gọn hơn cái con Hero á. Thì có một số quý vị khán giả là thắc mắc đó là Hữu Thiện quay bằng cái máy quay gì, quay bằng điện thoại hay là cái quay bằng cái máy quay gì mà nó cho chất lượng hình ảnh nó là nó không có rung mà chất lượng hình ảnh đẹp. Tại vì vừa rồi thì Hữu Thiện cũng đi những cái tiểu bang Utah, chỗ mà National Park, công viên quốc gia, núi đá rồi rất là đẹp. Như ở Horseshoe Bend nè, cái móng ngựa nè, và ở hẻm núi Linh Dương. Thì cái máy quay ở đó thì nó quay cái núi, mình so sánh nó giữa cái máy quay con Google với quay điện thoại đó là nó khác nhau. Mình quay bằng cái con Google á thì nó cho hình ảnh sắc nét, cái màu đá nó tự nhiên hơn, còn quay bằng cái điện thoại á thì nó cũng đẹp nhưng mà nó mất đi cái màu đỏ tự nhiên của đá nó ở nơi đó, cái cảnh quan tự nhiên ở nơi đó. Hữu Thiện đã quay bằng cái con Google, quay bằng cái điện thoại thì mình mới có so sánh được cái độ sắc nét mà nó đem lại cái chất lượng cái hình ảnh như thế nào. Thì con Google á, cái con Google của Hữu Thiện thì chỉ là con Google 8 thôi, nhưng mà nó cho chất lượng hình ảnh rất là sắc nét. Hiện giờ nó ra tới là con Google 10 rồi, chất lượng hình ảnh sắc nét thì miễn phải bàn luôn, đỏ ra đỏ, vàng ra vàng, màu nào ra màu đó. Còn điện thoại thì nó làm mất đi cái màu đó, cái màu tự nhiên nó mất đi rồi. Giống như ở hẻm núi Grand Canyon đó, nó làm cái màu tự nhiên nó không có được đẹp cho lắm, tại vì cái vùng đó là kỳ quan, đệ nhất kỳ quan luôn. Nó nếu như mà ở Trung Quốc thì có tứ đại mỹ nhân, thì ở Mỹ thì có đệ nhất kỳ quan đó là Grand Canyon, tuyệt đẹp luôn cả nhà. Cầm cái máy quay mà nhìn nhìn mê luôn á, nhìn cái thung lũng mà núi đá mà có con sông Colorado nó bên dưới nó chảy á, nó đẹp như tranh luôn. Rồi ánh nắng nó chiếu vào á, những cái màu nào là màu đỏ, màu vàng của núi đá, rồi ánh dòng sông, trời ơi đẹp dữ lắm. Cho nên mình phải đi tới những đó thì mình trang bị cái máy quay đầy đủ để bắt những cái hình ảnh như đó. Cho nên là sau cái chuyến đi mà Hữu Thiện đi tới Grand Canyon ở Arizona rồi á, cho nên Hữu Thiện mới quyết định đó là phải tậu cái con này để cho đầy đủ cái bộ máy quay của Hữu Thiện. Tại vì mình đi tới những cái thắng cảnh mà thiên nhiên National Park, nhất đó là đệ nhất kỳ quan Grand Canyon, thì thôi khung cảnh thiên nhiên tuyệt là đẹp luôn. Hữu Thiện như chia sẻ những cái video á, là cái cô hướng dẫn viên đứng ở đây thuyết minh mà phía sau lưng đó, trời ơi nó đẹp như tranh đó. Nhìn cứ cứ nghĩ đó là bức tranh vẽ không, nhưng mà thật sự đó là cảnh thật đó cả nhà, đẹp dữ lắm, đẹp mà đẹp mê hồn luôn. Khám phá gần cả ngày luôn, đi hiking luôn mà vẫn còn chưa thỏa mãn, cái máu phiêu lưu mạo hiểm khám phá của Hữu Thiện, đi hiking rồi đi xuống đi tìm dòng sông Colorado luôn mà vẫn còn chưa thỏa mãn. Cái máu khám phá của mình nó đẹp gì đâu á, nó đẹp mà nó đẹp. Người ta nói á là nín thở thì có thể chết, nhưng mà nín thở để mà ngắm cảnh đẹp thì thật sự rất là đáng, đúng không cả nhà? Thì đó chính là cái lý do mà Hữu Thiện đó là phải tậu thêm cái con DJI Pocket 2 này, con DJI Pocket 2 này. Thì cái con này nó sẽ đem lại đó là những cái lợi ích gì, thì bây giờ Hữu Thiện sẽ mở cái con này ra và giới thiệu cho cả nhà mình. Nó cái con GoPro thì nó chất lượng hình ảnh thật sự nó rất sắc nét, rất là đẹp. Điện thoại thì chỉ chụp hình đẹp thôi chứ nó làm mất đi cái hình ảnh thật của nó, nhưng mà cái con này thì nó rất là tiện lợi luôn. Để Hữu Thiện khui ra chia sẻ cho cả nhà mình xem.
Cái con này thì cái bộ của nó là trọn bộ là combo DJI Pocket 2 combo. Thì giá tầm đó là khoảng 499. Nhưng mà mình bỏ trong túi rồi mình quay nó rất là gọn. Nó nhỏ gọn lắm mà nó quay 360 độ nữa. Với axis jack á là nó theo mình luôn, mình đi đâu mình di chuyển á là cái camera nó quay 360 độ. Có hiện xem mà rất là thích cái con này luôn. Nên là hôm nay là phải tải cái con này. DJI Pocket 2 thì bên trong nó cái con này đó là cái combo của nó thì gồm có là cái con máy quay combo nè, những cái phụ kiện của nó đi cùng, và có cả cái mic cho mình nữa để tăng thêm volume âm lượng, và những cái jack là chuyển ra để kết nối với điện thoại mình livestream trực tiếp luôn. Nó rất là hay. Và hay như thế nào thì Hữu Thiện sẽ mở ra cho cả nhà mình xem và thực một sở thị những cái công dụng mà nó đem lại. Đây, cái hộp nó chỉ có vậy thôi. Để Hữu Thiện quay lại cái con này cho cả nhà mình xem. Trước mắt cả nhà là con DJI Pocket 2. Thì bên trong nó có gì thì Hữu Thiện sẽ mở cái hộp này ra để cho cả nhà mình xem, chia sẻ cái con này bên trong nó có cái gì nha. Cái hộp của nó nè, hộp của nó Hữu Thiện cũng mới vừa mở thôi. Đây, bên trong cái hộp nó Hữu Thiện mở ra. Một món, hai món, người sắp hướng dẫn. Món thứ nhất đây là cái con DJI Pocket này cả nhà. Cái con này nhỏ gọn lắm, mình đi quay mình bỏ trong túi rồi mình cầm nó quay rất là tiện luôn. Này sắp hướng dẫn đó. Này, nhìn nó rất là xịn sò luôn. Này giống như cái bao da của nó, mình đi mình quay mình bỏ vô vậy đó. Đó, để cái này ra. Nó có để mấy cái miếng cao su để mình chim đó. Giật mấy cái miếng cao su ra. Đó, chỉ có vậy thôi cả nhà. Một món, hai món, tiếp tục. Nó rất là nhiều cái món nhỏ nhỏ linh tinh luôn. Đây là cái cọng cáp, để cọng cáp mình sạc. Đây là cái dây để mình máng cái con này vô, mình buộc nó vô để mình xách mình đeo trên tay rồi mình đi quay nó tiện ích hơn. Này. Cái này mình gắn vô á, mình để như là coi như cái joystick để mình điều khiển 4 chiều của nó. Mình gắn vô như mình xoay xoay như là để mình điều khiển cái hướng quay của cái con camera. Nên là mình gắn nó đây là cái joystick để mình điều khiển 4 chiều. Ô, tại Hữu Thiện có tìm hiểu cái con này kỹ lắm. Ở đây là cái jack Type-C để mình gắn nó vào. Rồi đây mình gắn nó vào gì nè, rồi mình chuyển qua cho điện thoại lấy hình ảnh thoại luôn. Đó là cái đầu này, đầu Type-C. Cái combo thì nó sẽ đầy đủ hơn những cái vật dụng, những cái tính năng đồ. Nếu như mình mua không có combo thì mình phải sắm thêm mấy cái này nữa. Nếu như mình mua cái gói combo thì nó sẽ đầy đủ cho mình những cái hỗ trợ như thế này. Nó cổng Type-C nè, rồi cổng iPhone, cổng Type-C ở đây. Cái cổng này là kết nối với điện thoại iPhone. Rất là nhiều sản phẩm. Nó theo phụ kiện rất là nhiều luôn. Mình mua cái trọn bộ combo thì nó sẽ cho mình rất là nhiều phụ kiện để đi kèm ống kính của nó luôn nè. Đây. À, cái ống kính của nó, nó có cái gì đây? Anh Hữu Thiện cũng lần đầu mua về để coi. À, cái này để gắn vào cái mic. Nãy giờ chưa thấy cái mic. Đây. Đây là thấy cái phần này là cái nha. Đầy đủ phụ kiện hết. Cho nên mình chọn cái gói combo đó là nó đầy đủ phụ kiện hết. Cái này là cái phần chân đế. Mình gắn vô.
Đó. Này là cái chân đế này để cho cái con máy quay nó đứng lên. Đây là cái mít nè. Những cái phụ kiện của nó, phụ kiện của cái con DJI Pocket này thì gồm có một cái thân máy, cái chân đế, cáp sạc. Đây là cái vỏ bên ngoài để mình ốp nó vào trong, để mình bỏ trong ba lô rồi nó không có ảnh hưởng tới cái thân máy quay của mình. Cái jack cắm Type-C hoặc là jack cắm iPhone để mà mình trên điện thoại. Cái joystick để điều khiển 4 chiều lên xuống trái phải. Và cái ống kính để cho mình thay. Và đây là cái chân đế, phụ kiện nữa, mình thay cái chân đế mình gắn vô, để mình gắn vô cái này. Và đây là cái microphone, cái mic để mình tăng âm lượng khi mà mình quay cái vlog á, thì nó sẽ hỗ trợ thêm về mặt âm lượng cho mình. Thì bây giờ Hữu Thiện sẽ tiến hành đó là gắn cái con này vào để cho cả nhà mình xem nha. Bây giờ thì mình sẽ gỡ cái đít nó ra. Này nó có cái nắp chụp này nè, để bảo vệ cái phần dưới thân máy để mình gắm sạc đồ. Đây thì mình sẽ gắn cái phần này. Cái phần này thì gắn vào cái chân của nó, hoặc là cái phần này gắn vào cái jack này để nó hỗ trợ nó cao hơn. Có cái chấu nào để mình gài vô nè cả nhà. Mình gắn vào, mình lưu ý ở đây nó có cái chấu nè. Đó, mình bật nó để mình gài vô cho nó vô cái ngàm của nó. Đó, nó nghe cái tách vậy là nó vô rồi cả nhà. Đó, xong. Rồi thì mình sẽ gắn vào cái chân đế nó gì. Để khi mà mình quay, mình livestream, mình quay đứng hay gì á, mình để cái con máy quay nó như thế này nè. Mình điều khiển nó lên xuống 4 chiều rồi, nó sẽ rất là đẹp. Con máy quay nó gì ạ? Bây giờ thì Hữu Thiện sẽ bật khởi động nó lên nha. Đây cái nút nguồn nó là ở bên phải nè cả nhà. Mình nhấn mình giữ. Đó, nó khởi động được rồi đó. Hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn.